Nhưng mà con này thì nó cũng có tính năng chống khởi động lại, thì khi mà mình cúp điện đó mà mình lỡ vẫn còn để như thế này mà mình quên tắt đi thì khi mà điện trở lại thì nó cũng bình thường, nó sẽ không khởi động cho mình ha. Đó, lúc này thì mình phải tắt đi xong mình bóp lại. Mình bóp lại thì nó mới bắt đầu khởi động lại ha các anh. Xin chào các anh, lại là kênh Cổ Đồ Nghề Tự Chọn đây. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với các anh hai con máy mài cầm tay điện đến từ hãng Gestone. Thì hai cái mẫu này lúc trước bên em bán khá là chạy, thì hàng mới về đây cách đây được vài ngày thì em sẽ khui cho mình. Đầu tiên là mã máy DKAG901. Này, con máy này thì bên em lúc trước có màu xanh, hiện tại thì có về luôn cái màu xám than cho anh em sử dụng cho nó đỡ dơ ha. Thì em sẽ khui cho mình cái mẫu màu xanh truyền thống của Decathlon. Rồi, đối với cái máy này thì nó cũng sẽ có một cái đây thân máy, phiếu bảo hành, đầu chụp an toàn và cái than cái tay vịn cho mình nha. Đây là những cái dụng cụ ở bên trong đi kèm của cái máy đây. Thì đối với con máy này thì thông số của nó sẽ là 11.000 dòng trên phút, xài điện một tấc 900W cho anh em nha. Với con máy này thì nó có hai cái đặc điểm nổi bật của nó, đó là chống khởi động lại và khởi động mềm. Thì thường anh em sử dụng á, khi mà điện tắt thì nó sẽ chỉ mở lên thì nó sẽ phải mà mình quên tắt cái công tắc đuôi á thì nó sẽ tự chạy tự dừng. Còn đối với cái con này thì nó sẽ không có, khi mà cúp điện mà mình quên tắt á thì nó cũng vẫn sẽ không có bị khởi động lại ha. Đây, để em ghim điện thử cho mọi người. Dây này dài 3 mét, dễ dàng sử dụng cho anh em nha. Một điểm nổi bật của nó là khởi động mềm. Thì khởi động mềm thì chúng ta nó không có bị, đối với cái này là 11.000 dòng trên phút, thì nếu như mà không có khởi động mềm á thì nó sẽ giật rất là mạnh. Còn cái này nó có khởi động mềm cho nên là nó sẽ ấy lên từ rất là nhẹ nhàng nha. Em cầm cái tay rất là nhẹ luôn nè. Cái công tắc này là công tắc đuôi cho mình ha. Đây, giống như bây giờ em sẽ test thử cái chống khởi động lại cho mình ha. Thì như cái này là on off. Thì bây giờ em sẽ mở cái bên phần đây. Em sẽ rút điện ra rồi mở lại phần on cho mọi người nha. Ở phần on khi đó thì em ghim vô. Nó em ghim vô thì nó vẫn không có khởi động cho chúng ta nha. Thì chỉ khi nào mình tắt nó đi xong rồi mình khởi động lại. Nó rất là an toàn cho mọi người khi sử dụng công trình, hay là những cái anh mà mình mới bắt đầu sử dụng máy mài á, mình hay quên tắt đi á, thì nó sẽ rất là an toàn cho mình nha mấy anh. Thì hồi trước thì nó có màu xanh, bây giờ bên em về thêm cái màu xám.
màu xám xi măng này cho mình sử dụng thì nó sẽ sạch sẽ cho mình hơn ha. Con này hiện tại bên em đang bán với giá là 700.000. Thì đối với cái con này 700.000 thì quá rẻ cho mình luôn rồi, rất là dễ sử dụng luôn. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất. Tiếp theo em sẽ lên cho mình một cái mã mới, một cái mã khác nữa của hàng Dettol luôn. Cũng có tính năng chống khởi động lại nhưng mà nó không có tính năng khởi động mềm cho mình nha anh em. Thì con này là công tắc đuôi, con kia nó sẽ là cái công tắc trượt cho mình nha anh em. Đây, công tắc trượt với mã máy là DKAG900R nha anh em. Đây, cái mã đó thì bên em cũng có hai màu, màu xanh, màu xám. Nó rất là dễ sử dụng luôn. Cái màu nó rất đẹp luôn. Hồi nãy em khui màu xanh thì bây giờ em sẽ khui màu xám cho anh em xem nha. Hiện tại thì bây giờ bên em cũng đang làm rất là nhiều cái chương trình combo khuyến mãi của Dettol á. Thì trong thời gian sắp tới, chắc khoảng trong tháng 7 này thì bên em sẽ ra nhiều cái combo của Dettol hơn. Thì mọi người cùng chờ đón xem những cái video sau thì bên em sẽ lên combo cho mình nha. Thì con này trong combo của nó sẽ giống như con 901R, cũng có cái chổi than, cũng là một cái máng bảo vệ, cũng là một cái tay cầm và một cái phiếu bảo hành cho mình 6 tháng nha. Cả hai máy này đều bảo hành 6 tháng hết nha các anh. Đây, để xem cái con này có cái thông số cũng là 11.000 dòng, đĩa một tấc và công suất là 900W luôn. Thì cái này nó khác, chỉ khác là cái này có là công tắc trượt. Thì nhiều anh thợ á, anh thợ công trình đó, người ta cũng hay ngại sử dụng cái công tắc đuôi như vậy nè. Người ta hay nói là mấy anh nó đi á hay bị đá vô công tắc đuôi nó sẽ tự chạy nên là không có thích. Nè, Dettol nó cũng ra cái công tắc trượt cho mọi người nha. Thì con này nó chỉ có tính năng là chống khởi động lại thôi, còn cái khởi động mềm thì nó không có. Nên là cái này 11.000 dòng trên phút nó sẽ hơi là dược hơn là cái con kia nha. Đây, để em ghi miệng thử cho mọi người nha. Nó khá là dựng luôn nha, mọi người nhìn kỹ nha, cái tay em cầm này đó. Cái này nó không có tính năng khởi động mềm nên là nó khó, là nó dựng nhiều lắm. Nhưng mà con này thì nó cũng có tính năng chống khởi động lại, thì khi mà mình cúp điện đó mà mình lỡ vẫn còn để như thế này mà mình quên tắt đi thì khi mà điện trở lại thì nó cũng bình thường, nó sẽ không khởi động cho mình ha. Đó, lúc này thì mình phải tắt đi, xong mình bóp lại. Mình bóp lại thì nó máy bắt đầu khởi động lại ha các anh. Con này thì nó chỉ khác với con kia như vậy thôi à. Cái màu xám này rất là đẹp luôn. Nó cũng là NFK, chịu tải nặng. Rồi, nếu như mà các anh muốn mua hàng thì có thể liên hệ với số hotline ở phía trên. Bên em sẽ đặt hàng, có hỗ trợ ship toàn quốc và hỗ trợ trả góp cho mọi người luôn nha. Đối với những cái đơn này nè, con này cũng là giá 700.000 nha các anh. Đối với cái đơn này thì dưới 1 triệu mọi người có thể sử dụng, mọi người có thể lên hồ sơ góp, sử dụng máy trước trả tiền sau trong vòng 14 ngày. Trong vòng 14 ngày sau thì mình mới thanh toán cái phần máy còn lại ha anh em. Nó rất là tiện lợi luôn. Bên em có hỗ trợ trả góp online, offline. Nếu như mà các anh ở Cần Thơ thì có thể ghé qua bên cửa hàng đồ nghề tự chọn 239 Châu Hoàng Na để xem trực tiếp máy. Còn nếu mà mọi người muốn đặt online thì có thể liên hệ với cái số hotline ở phía trên bên em nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ
0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.